điều tra vụ người đàn ông tử vong ở Thuận Kiều Plaza. Thấy người đàn ông nằm bất động ở khu vực tầng trệt tòa nhà Thuận Kiều Plaza. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Chiều ngày 1 tháng 3, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza ở quận 5. Trưa cùng ngày, khi đi qua khu vực tầng trệt tòa nhà Thuận Kiều Plaza, người dân thấy một nam giới nằm bất động. Theo những người phát hiện hiện sự việc, lúc đó, người đàn ông này đã tử vong. Cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ sự việc. Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân khoảng 40-45 tuổi. Thi thể người này đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.